Chào mừng tất cả cô chú và anh chị và các bạn đến với dự án DLC. Các bạn đã từng giảm cân nhưng mà không thành công. Cái không thành công ở đây là do là chúng ta không có theo hết cái liệu trình hoặc là chúng ta bị tăng cân trở lại sau khi giảm cân. Chúng ta đã từng chứng kiến những cái bệnh nhân bị bệnh lý về tiểu đường, tim mạch, họ bị những cái biến chứng hoặc là bệnh ngày càng nặng hơn mặc dù họ vẫn uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Chúng ta cần tìm một giải pháp hiệu quả hơn, khả thi hơn trong câu chuyện bảo vệ sức khỏe. Trong cái cuộc đời làm bác sĩ của tôi có cái cơ hội ngồi phòng khám để có thể tiếp xúc với hàng ngàn hoặc là hàng chục ngàn những bệnh nhân mắc các cái bệnh lý về tiểu đường, về tim mạch hoặc là thừa cân. Tôi cũng có cái cơ hội để làm việc ở trong nội viện, có nghĩa là điều trị những cái bệnh nhân khi mà họ bị biến chứng, họ cần phải nhập viện. Và tôi đã chứng kiến cái điều đó mỗi ngày. Tôi đau đáu trong lòng rằng chúng ta phải tìm một cái giải pháp nào đó thật sự hiệu quả hơn trong cái câu chuyện bảo vệ sức khỏe của mọi người. Tôi đã mất hơn 10 năm nghiên cứu, trải nghiệm và chứng kiến để ngày hôm nay có thể chia sẻ cái câu chuyện này với tất cả cô chú anh chị, nó giống như là một cái lời giải đáp. DLC là một cái chương trình sẽ giúp cho bạn giảm cân, ổn định đường huyết, ổn định tim mạch một cách lâu dài mà không cần phải dùng thuốc. DLC là một cái phương pháp y sinh học, nó sẽ giúp cho bạn ổn định đường huyết, giảm cân, giải quyết được các cái vấn đề về tim mạch như là tăng huyết áp, suy tim, bệnh lý mạch vành và đặc biệt các cái vấn đề về cholesterol, đặc biệt là triglycerides. Phương pháp này đã được ứng dụng và hỗ trợ trong cái câu chuyện hồi phục sức khỏe cho rất là nhiều, những cái hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn những cái bệnh nhân ở tại các cái quốc gia có cái nền y học tiên tiến trên thế giới, giống như là Mỹ nè, Canada nè, Ấn Độ nè. May mắn một điều là những cái quyển sách của các cái giáo sư, bác sĩ, người đưa ra những cái phương pháp này đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam. Lời khuyên của tôi đối với tất cả cô chú anh chị là chúng ta có thể tìm đọc để chúng ta thấy được những cái cơ sở khoa học, có niềm tin trong cái câu chuyện hồi phục sức khỏe của chính bản thân và gia đình của chúng ta. Với cái nền tảng kiến thức khoa học, y học, đội ngũ DLC với phương pháp diễn giải đơn giản, các cái nguyên tắc dễ hiểu, dễ áp dụng, khả thi vào trong cuộc sống của mình sẽ được chia sẻ với tất cả cô chú anh chị trong 5 ngày học cùng với chương trình và 12 tuần thử thách. Bạn đã nghe về các cái chế độ như là đào thải độc tố, tái tạo cơ thể hoặc là các cái chế độ ăn giảm tinh bột, low carb. Nhưng mà bạn cần một cái phương pháp cụ thể chi tiết để có thể áp dụng vào trong chính cái cuộc sống mỗi ngày của mình để đem lại những cái lợi lạc về mặt cho cơ thể. Tất cả những cái điều này đều được chia sẻ bởi các bác sĩ ở trong cái chương trình học 5 ngày của DLC. Hãy đăng ký tham gia chương trình ngay theo cái nút đăng ký ở kế bên hoặc là cái link theo cái đoạn video này. Tại Việt Nam, trong hơn 5 năm qua, những cái nguyên lý về phương pháp DLC không chỉ giúp cho vài trăm người mà lên tới vài ngàn người, hàng chục ngàn người có được cái sức khỏe tốt. Nó giúp cho chúng ta có thể giảm được 10, 20, 30% cái trọng lượng cơ thể trong vòng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Và đặc biệt là có thể giúp cho chúng ta giảm được cái mỡ xấu, cái mỡ bụng, cái mỡ nội tạng và đặc biệt mỡ gan. Thì khi mà giảm được cái lượng mỡ này xuống thì lúc đó chúng ta mới thực sự có cái kết quả tốt về mặt sức khỏe. Ổn định về mặt đường huyết, ổn định HB1C, tiến tới chúng ta sẽ giảm được thuốc và hồi phục lại được vấn đề về sức khỏe. Các bệnh lý về tăng huyết áp nè, về rối loạn mỡ máu nè, đặc biệt là chúng ta giảm được các cái chỉ số triglycerides ở trong cái xét nghiệm máu, bệnh lý mạch vành nè, sau khi nó được ổn định á thì chúng ta sẽ có được một cái sức khỏe sung mãn giống như là cái sức khỏe trước khi chúng ta bị bệnh. Khi chúng ta tham gia chương trình, các cái bác sĩ DLC sẽ giúp cho bạn trải nghiệm, quan sát cơ thể để làm sao cho chúng ta thấy được cái sự tốt lên mỗi ngày của chính cơ thể bạn. Tất cả những cái bí mật này sẽ được diễn giải với bạn trong 5 ngày khi bạn tham gia vào cái quá trình học. Trong 5 ngày học thì các cái bác sĩ DLC sẽ chia sẻ cái gì với tất cả cô chú anh chị? Đối với ngày thứ nhất, dietary là phương pháp ăn kiêng, thì ba nội dung chính sẽ được chia sẻ cho tất cả các anh chị trong ngày thứ nhất. Hiểu được cơ chế gốc của các cái bệnh lý như là béo phì, tim mạch, thừa cân, cơ chế đề kháng insulin. Khi chúng ta hiểu được những cái gì thay đổi trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta sẽ biết được cái phương pháp để chúng ta hồi phục về nó. Cái thứ hai đó là nguyên tắc lựa chọn thức ăn, phân nhóm thức ăn và ứng dụng trong cái khẩu phần ăn mỗi ngày của chúng ta. Cái thứ ba đó là thiết lập bữa ăn khoa học mỗi ngày. Đó là những cái điều mà các bác sĩ sẽ giúp cho chúng ta trong cái ngày thứ nhất. Ngày thứ hai, fasting, tiết giảm insulin tối đa bằng phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Các bác sĩ sẽ chia sẻ cho chúng ta cái cách để có thể áp dụng cái phương pháp nhịn ăn gián đoạn vào chính cá nhân mỗi người để phù hợp với tuổi tác, công việc, ngành nghề và cái thói quen ăn uống của tất cả chúng ta. Chúng ta đến với ngày thứ ba, đó là exercising, là tập luyện. Bốn nội dung sẽ được chia sẻ trong ngày thứ ba với tất cả cô chú anh chị. Tác động nội tiết lên cơ thể của bạn khi mà bạn vận động. Cái thứ hai đó là bốn nguyên tắc của vận động. Cái thứ ba đó là thiền sức khỏe làm sao cho tốt. Và cái thứ tư là phơi nắng để làm gì.
Bốn nội dung này sẽ được truyền tải trong ngày thứ ba ha. Nói về vận động á, nó không có cái công thức chung cho tất cả mọi người. Sau ngày thứ ba thì các bác sĩ sẽ giúp cho tất cả các anh chị có thể thiết lập một cái chế độ vận động theo cá nhân từng người, tùy theo độ tuổi, tùy theo tình trạng bệnh lý, tùy theo thói quen sinh hoạt của chúng ta, làm sao đó để chúng ta cá nhân hóa và chúng ta có được cái kết quả tốt. Xong đến ngày thứ tư là thinking, làm sao đó chúng ta có thể xây dựng được thói quen tốt với thái độ tích cực. Ba nội dung sẽ được chia sẻ với tất cả cô chú anh chị trong cái ngày thứ tư. Thứ nhất đó là nhận thức hành vi là gì và ứng dụng nó như thế nào. Nhận thức hành vi có nghĩa là một cái phương pháp trong tâm lý học hành vi, làm sao để giúp cho chúng ta đạt được cái kết quả tốt. Bí mật để có thể nâng cái sự thành công từ 7% lên 56%. Và cái thứ ba nữa đó là tư duy tích cực, ba điều nên làm. Chúng ta cũng biết rằng để có thể giảm cân thành công, để có thể ổn định đường huyết, ổn định các bệnh lý tim mạch, thông thường tỷ lệ phần trăm thành công của nó cao lắm là khoảng 7%, nhưng nó có cái bí mật để cái cách nào đó để chúng ta nâng lên thành 56% cái khả năng thành công của chúng ta trong cái chương trình này. Qua đến ngày thứ năm thì là về phương pháp DOC, bốn mảnh ghép trong cái bức tranh sức khỏe. Các bác sĩ sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị cái nhìn tổng quan hơn 10 nguyên tắc của phương pháp DOC và tại sao là 12 tuần. 12 tuần tại sao lại có thể giúp cho chúng ta hồi phục lại được chính sức khỏe của chúng ta cùng với cái sự đồng hành của các bác sĩ. Điều đặc biệt là sau mỗi ngày học á, thì các bác sĩ sẽ có những cái bài tập, những cái take note để làm sao đó chúng ta có thể ứng dụng ngay ngày hôm đó vào trong chính cái sức khỏe, cái cuộc sống của chúng ta. Làm sao để có thể nhận được những cái kiến thức này từ bác sĩ DOC, các anh chị chỉ cần bấm nút đăng ký tham gia vào trong cái nút ở kế bên cái bài chia sẻ này, và các anh chị với một cái khoản đầu tư chi phí nhỏ chỉ bằng một cái bữa ăn trưa. Tại sao DOC lại phải thu một cái khoản phí này với tất cả các anh chị? Câu trả lời đó là vì tất cả các anh chị và các bạn. Để đạt được một cái kết quả to lớn, bạn cần phải nỗ lực, phải hành động ngay, dù là nhỏ nhất. Đây là cái điều cần thiết cho bạn nếu như mà bạn muốn cải thiện cái cơ thể, cái sức khỏe của chính bản thân bạn. Chúng tôi cần bạn, chúng tôi cần những cái sự hồi phục sức khỏe tốt lên mỗi ngày từ bạn. Chúng tôi sàng lọc để tìm ra những cái người nghiêm túc hành động, những người chịu trách nhiệm trên chính sức khỏe của họ và chịu trách nhiệm trên chính gia đình của họ. Số lượng người đăng ký cái chương trình 5 ngày với cái mức phí ưu đãi này nè là có giới hạn. Chương trình cái mức phí ưu đãi này sẽ ngưng khi mà đủ số lượng, do đó là bạn hãy đăng ký ngay. Bạn sẽ hoàn toàn không phí phạm về mặt thời gian và tiền bạc khi tham gia các khóa học 5 ngày này cùng với bác sĩ của DOC. Cái điều đặc biệt của cái chương trình này là gì? Tất cả những cái chia sẻ kiến thức, những cái hướng dẫn là do bác sĩ phụ trách. Cái thứ hai là ở DOC, tất cả các anh chị sẽ được cam kết bằng văn bản sẽ hoàn tiền 100% nếu như mà chúng ta không áp dụng được phương pháp hoặc là chúng ta không đạt được cái mục tiêu sau 12 tuần chúng ta áp dụng. Nhắc lại là bác sĩ DOC cần cái kết quả từ cái sự hồi phục sức khỏe từ bạn. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái chương trình này dù bạn là ai, là nam hay là nữ, là người trung niên hay là người lớn tuổi, bệnh lý mới hay là bệnh lý cũ. Bởi vì luôn có bác sĩ DOC đồng hành cùng với tất cả các bạn. Các học viên DOC sẽ được bác sĩ kèm cặp từng người một, thực đơn mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi giai đoạn. Các cái cách thức vận động, các cái cách theo dõi sức khỏe, nhật ký hành trình sẽ có các cái bác sĩ DOC luôn đồng hành cùng với bạn. Nếu bạn đang thừa cân, một cái kế hoạch chi tiết để có thể giúp cho bạn đạt được cái cân nặng lý tưởng, giúp cho bạn loại bỏ các cái lượng mỡ thừa, đặc biệt là mỡ ở bụng và mỡ ở nội tạng, giúp cho bạn có được một cái cơ thể khỏe mạnh như 10 năm trước tuổi của bạn. Bạn là một người tiền tiểu đường hoặc tiểu đường thì cái mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt tới đó là đưa đường huyết của bạn về dưới mức 120 mg/trăm hoặc là 6 mmol/lít, HB1C đạt mục tiêu là dưới 6,5%. Cần có kiến thức, có phương pháp và có người đồng hành cùng với bạn. Đối với người bị bệnh lý tim mạch, đưa huyết áp về dưới 120/80 mmHg, giảm mỡ máu, giảm các cái mảng sơ vữa trong lòng mạch vành, đó là những cái mục tiêu mà chúng ta cần đạt được. Nếu bạn là một người chưa có bệnh, nhưng mà bạn nhìn thấy được những cái yếu tố, những cái nguy cơ về mặt sức khỏe xung quanh bạn, thì phương pháp DOC sẽ giúp cho bạn duy trì được một cái cơ thể khỏe mạnh, năng lượng và trường thọ. Đây là một cái chương trình thật sự rất là đặc biệt và tuyệt vời. Với bốn mảng trong cái bức tranh cuộc sống, về dinh dưỡng, về vận động, về nhịn ăn gián đoạn và về tâm thức, làm thế nào để hiểu nó, để áp dụng nó vào trong cuộc sống của bạn, các cái bác sĩ DOC sẽ đồng hành cùng với bạn. Làm thế nào để có thể áp dụng tất cả những cái này vào trong cuộc sống? Đó là lý do tại sao bạn phải tham gia các khóa học 5 ngày cùng với bác sĩ DOC. Ở DOC chúng tôi có nguyên tắc như thế này: đừng vội tin ngay những gì bạn nghe, đừng vội tin ngay những gì bạn đọc. Hãy trải nghiệm nó, hãy chứng thực trên chính cái cơ thể của mình, cho tới khi nào nó đem lại những cái lợi lạc thì các bạn phải nỗ lực hành động. Nỗ lực đầu tiên của bạn đó là bước đi.
Cái bước chân đầu tiên của bạn đó là hãy đăng ký ngay cái chương trình học 5 ngày cùng với bác sĩ DLC. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong cái khóa học 5 ngày về bệnh lý tiểu đường, tim mạch, thừa cân cùng với bác sĩ DLC.